Vâng, xin chào Tô Thất Vi. Như vậy bóng đá phong trào miền Bắc và thủ đô Hà Nội đã đón chào một trong những cầu thủ rất xuất sắc của Busan Việt Nam. Trận đấu ngày hôm nay Tích đã có chiến thắng dù rất vất vả. Và thầy Phi thấy ra sao không khí một giải hạng nhất Việt Football 2023? Xin chào khán giả Phủi Hà Nội. Cũng đây là lần đầu tiên em được chơi cái giải Phủi. Thì bao năm ăn cơm chuyên thì cũng nghe rất nhiều về cái tinh thần của cầu thủ, máu lửa cũng như là cái nhiệt huyết của từ ông bầu tới lại tới khán giả ở miền Bắc, em cảm thấy choáng ngợp. Thường thì mấy năm vừa trước thì chỉ xem qua điện thoại thôi. Hôm nay là được tận mắt nhìn thấy mọi người đông, khán giả đông, cũng rất là không khí tạo cho động lực cho cầu thủ rất là nhiều. Tất cả cầu thủ ở Sài Gòn hay mọi miền về chơi với bóng đá phong trào miền Bắc đều rất là thú vị và thấy một không khí thật tuyệt vời trên khán đài. Khán giả miền Bắc rất cuồng nhiệt và họ cũng rất văn minh và công bằng. Và để đáp lại cái tình cảm như vậy thì Tô Thất Phi sẽ đánh giá, sẽ thi đấu ra sao và gửi đến khán giả thủ đô những cái tình cảm như nào? Đối với em, từ khi chơi chuyên nghiệp tới bữa nay chơi bóng đá Phủi thì mỗi trận đấu thì nó đều là một trận đấu quan trọng. Tại vì khi mình đã khoác màu cờ sắc áo của một đội nào đó thì mình đầu tiên là mình đá, mình giữ hình ảnh của mình. Thứ hai là những trận đấu đồng nghiệp của bạn, những play, chơi những chơi bóng đá đẹp để cho khán giả họ yêu mến. Đầu tiên là giải đấu nó sẽ nâng cao lên. Thứ hai là yêu mến câu lạc bộ mình, khá là mình cũng được nhiều người nhớ nó. Vâng, xin cảm ơn, và chắc chắn thời gian tới khán giả thủ đô, khán giả phong trào bóng đá thủ đô sẽ còn phải nhắc đến Tô Thất Phi rất nhiều. Và chúc cho hành trình của bóng đá phong trào tại miền Bắc của Tô Thất Phi sẽ thành công rực rỡ. Và đặc biệt chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn và chìm nắng trong không khí tuyệt vời tại HPL. Xin chào và hẹn gặp lại.